Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ đĩa DVD phim bộ Chuyên gia đàm phán của hãng TVB Hồng Kông sản xuất nha các bạn. Bộ này mình cũng vừa mới mua cách đây mấy tháng thôi, nhưng mình chưa có dịp review cho các bạn xem đĩa đó. Bộ này thì mình đặt của shop trên mạng nha các bạn. Phim này cũng khá là hay, có diễn viên Âu Dương Trấn Hoa, Quách Khả Doanh, Trương Chí Lâm, Dân Tụng Nhàn, gồm những gương mặt rất là quen thuộc của TVB nha các bạn. Bề mặt sau thì cũng có hình và nội dung của phim. Thế này thì mình mua của shop DVD phim bộ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem chiếc đĩa nha. Đĩa của phim. Bộ này thì gồm có hai đĩa nha các bạn. Đĩa bên trong cũng được in ấn khá là đẹp. Mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Nếu thấy hay cho mình xin một like và một share, một đăng ký nha các bạn. Chào các bạn.